Trời hôm nay mưa rồi các bạn. Hiện tại thì mình đang cầm một cái ô này các bạn ơi. Đây là dê. Vâng, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh. Hôm nay thì Tây Bắc TV1 sẽ mời mọi người đi chợ phiên. Bây giờ nó rơi vào khoảng 6 rưỡi sáng này các bạn. 6 rưỡi sáng thôi. Và chúng ta đang tiến tới khu vực chợ dê buổi sáng này các bạn này. Xe dê rất là nhiều, đa số là xe máy. Đấy, xe máy những cái lồng sắt này các bạn này. Đấy, mình quay một đoạn cho mọi người xem nhé. Đây. Đấy, thời tiết hôm nay thì rất là âm u và đang có sương mù. Mưa thì luôn phun các bạn. Đấy, một số bác thì không đội mũ, một số bác thì cầm áo mưa đội mũ bảo hiểm. Nói chung là có tất các bạn. Đấy, bây giờ thì mình đi quay chợ dê cho các bạn xem nhé. Đấy, dê. Đấy, dê đấy. Kìa con dê mẹ bụng to chưa. Đây là khu vực chợ dê nha các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là xem cảnh đồi núi ở bên trên kìa. Đấy, mây mù. Dê đực các bạn này. Đấy, cho các bạn xem dê đực nhé. Đấy, hai quả cà. Hai con các bạn. Hai con này cũng được phết đấy nhỉ. Đây này. Đấy. Hình như con xám kia có vẻ to hơn các bạn. To hơn một tí thôi. Ở đây có một con dê ở miền khác đến này các bạn này. Dê này dê khác ấy. Đây. Tai rất là dài. Hay dê này. À, nó sợ mình các bạn. Cái này giống nai nhỉ? Không phải dê miền khác ấy. Con này dê miền Trung. Đấy, tai to các bạn. Không biết là bọn này lên đây được giá cao nhỉ? Hay là cũng thế thôi. Con này con cái còn được đấy. Dê cái các bạn. Cái này là dê ở miền khác. Ở dê ở trên miền núi mình thì tặng kiểu dê tay bé bé này này. Đấy. Nó nhỏ nhỏ này. Loại này anh. Ví dụ loại này lên đây thì mình biết chủ đâu nhỉ. Con tay to này anh. Không phải của anh à. Thế anh vừa hỏi họ bán bao nhiêu chưa? À, chưa hỏi. Đấy. Dê này là dê ở miền dưới các bạn. Gọi là miền Nam. Gọi là trước con này bán nó có phải là con bò thì chân rất là con dê. Nhưng mà bây giờ nó còn đang bé, nó còn chưa phát triển hết đấy. Giống này giống to mà. Không lớn được bao nhiêu, chỉ béo mà không lớn là con này nó cũng được con to. Con này chắc là chưa thắng đâu. Nhìn cái chân của nó to đấy kia mà. Đấy, cái chân của nó to. Chủ đây phải không? To như cái chân dê. À, không phải à? Không biết chủ đâu, mang mỗi con à? Chắc phải nhiều con đấy. Đấy, dê ở miền Bắc mình tàn dê bé bé này các bạn này. Nói chung là tàn những con tai nhỏ này này. Đấy. Đấy, người ta đang xem các bạn. Không biết chủ đi đâu nhỉ. Dê. Đây con chắc con dê đực các bạn. Con
Đây. Một con dê đực mới được kéo đến các bạn. Con này nhỏ nhỉ? Con này chưa lớn hết ra. Vò à, con này con đực các bạn. À, hai con đực các bạn. À, còn bên này thì bác đang báo là 1.6 triệu các bạn. À, ở đây thì người ta toàn mua vo và một số thì mua cân các bạn. Nói chung là có hai hình thức mua bán, một là mua cân, hai là mua vo. Đấy. Không biết là giá đực hôm nay là cao nhất là bao nhiêu. Ở đây có hai con đực to này các bạn. Đấy. Hai con đực to này. Tạnh chưa? Ồ, tạnh rồi các bạn. Đây có hai con đực to này. Hai con đực này chắc là chưa bán các bạn. Bán thì người ta đã cất vào một chỗ. Hai con này của anh này. Họ báo mười mấy anh? Đến 15 không ạ? Tầm báo 15 chắc là 14 năm nhỉ. Hai con to, dê đực bao giờ nó cũng có giá. Hai con này không biết là hai con này nó cũng tương đồng nhau các bạn. Con kia bụng nó to hơn. Con này ghẻ ác đấy chú ạ. Con này ghẻ ác quá. Lấy đậu thì lại về lại đi tìm thằng kia. Không lại về lại mua về thịt ăn. Hôm nay hai thằng mới làm một con về thịt. Một chim một chăn thì là có giá cái gì ạ? Một chim mà thế thì một cái một chăn này một con là 1.2 triệu mà nhỉ. Đấy, đi đi. Đấy chị ba. 1.3 triệu mua vo. Đây nữa. Tí nhưng mà tí thôi. Nhưng mà nó ghẻ một tí chưa lan nhiều. Đây là mà rẻ mà. Về lúc màu chua. Nó chưa. Cái này còn sát tím. Không phải lúc măng được. Cái lúc măng. Con nào đúng không anh? Đây à? Đây đang chịu đây. Cái lúc măng. Ủa con dê kia này anh béo nhưng mà ấy nhỉ, không to nhỉ. Không. Đi lên đây à? Lên đâu rồi? Lên đi Văn Quế à? Lên đi Quế. Ôi, một con bé ở đây.
có mỗi một em ở miền xuôi lên các bạn. À, mỗi em này tay to. Có lấy mổ mới ngon nhỉ? Không thấy chủ đâu. Có chủ ngay mà. Con này mua vo đấy nha các bạn nhé. Bán thôi, bán vo, không bán cân. 12 triệu 2 chứ, quên. Ok các bạn nhé, dê ở đây thì là mình thấy là hôm nay thì cũng bình bình thôi, không nhiều lắm. À đây cơ, chó à, không phải dê chứ. À, ba con chó. Như kia có xe dê kìa. Đấy, mọi người thấy xe dê là mọi người bâu đến để xem đẹp hay không. Đây đây, đây có xe này. Này hai con cái sao nhỉ? Không chịu vào ạ. 25 cân thôi. Vướng cái sừng, vướng cái sừng. Nó đang bướng đây, xem con này bao nhiêu cân nhé các bạn nhé. Đây. Ba mấy cân? Ba cân cả lông. Trừ lông, trừ bì. Lại à? Cân đi cân lại nó vẫn thế. Đây bảo chụp ảnh. Đây mình phải mình quên đấy mà lớp đồng chỉ hết cảm mà. Đây mà đây cái mũi ta mà ro bà.
Không có nài rồng thì tăng thì đi đâu mà phải muốn nhầm ở đâu 30 mấy cân 33 chưa đi 33 cái lồng 9 cân nhân 10 mấy anh? 14 năm. À thế dê đực nhỉ? À, thế là con này là con dê đực các bạn. À, dê đực. Cho xem quả gà đây. Đây dê đực các bạn. Tầm này nó không biết bao nhiêu tuổi chú. Tầm này này. Hơn tuổi nhưng mà nó mới đắt nhỉ. Mà hơn 2-3 tuổi thì nó già rồi. Nói chung là dê đang tầm ngon nhất. Thông tin bỏ lồng lên cân lại nó gì. À dê đúng tiêu à, cái lồng đúng tiêu chuẩn đúng không? Là cân nhiều lần rồi biết rồi, mọi người biết hết rồi. À cái lồng đấy để chuyên cân dê thì người ta biết từ lâu rồi. Đấy con dê đực này các bạn này. Đấy. Một đem dê đực nhé. À, con này thì người ta bán được với giá là 14 năm các bạn. Có nghĩa là 145.000 một cân. Đấy, toàn bộ khu vực dê ngày hôm nay này các bạn này. Thì các bạn biết đấy, nhiều video mình có quay và chia sẻ đấy. Thì giá ở đây thì những con đực mà tơ đẹp nhất thì nó rơi vào 14 năm đến 15 đến 10, từ 14 đến 15 thôi các bạn. Cái thì tùy. Úi, nó nhảy. Hình như cái lồng này lồng dịch vụ sao ấy. Lồng chuẩn dịch vụ. Có nhiều người cân nó còn bùng. Có 5.000 thôi mà nó còn. Xem con này bao cân nhá. Con kia 13 cân à? Con kia 13 cân à? Con kia mua vo rồi, chả biết bao nhiêu cân. Thế 12, cái con núc đen đen ấy. Thế 12, mua vo. Nhưng mà anh cân thử rồi, không biết. Cân lên có 16, 96 cân. Đi coi.
À, con này dê cái các bạn. Đấy, con dê cái người ta đang báo là 120 các bạn. À, có nghĩa là báo 130. À, bán vo thì 2,2 triệu. Còn cân thì 130 các bạn. Đây có một con đực này. Đấy, con đực người ta cũng báo là 14,5 các bạn. Ở đây có con dê lai này các bạn này, con dê ở miền khác lên này, đấy. Con này thấy bảo là, mình nghe thấy là bảo là 5 triệu. Mua vò là 5 triệu, còn mua cân thì chưa biết các bạn. Đấy, tai nó rất là to. Đấy, nói chung là đây là khu vực toàn bộ khu vực dê buổi sáng ngày hôm nay các bạn. Đấy, trời thì đã tạnh mưa rồi. Lúc mình cầm thì nó lúc buổi sáng mình quay thì nó mưa phùn. Giờ lại ô cầm trên tay các bạn. Đây. Ôi, đây có mấy xe dê lại được đến này. Cái này dê trắng á. Ôi, con dê cái to. À, người ta đang xuống một con dê cái to các bạn, đợi tí nhá. Đấy, mình quay xa thôi, không dám quay gần các bạn. Dê cái. Chân trước của nó. Đây con dê mẹ to này các bạn ơi. Con này to chưa? Đấy. Ôi, con dê mẹ to thật đấy. Bắt. Cái này chưa buộc dây các bạn. Nhưng mà nó theo mẹ này cứ sợ gì. À. Ôi chị, đàn dê đẹp hết, nhiều. Đàn màu trắng ấy các bạn. Đa trắng. Nhà có 30 con này nuôi được các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Không là chủ. Loạt này tàn cái thôi. Đấy, mua về nuôi các bạn. Đại gia mua đi bạn. Đây có hai con này các bạn ạ, hai con trắng này. Con to là chị báo là 3,3 triệu. Con nhỏ thì kia thì 2,5 triệu. Đây con 3,3 triệu này các bạn ạ. Đây con này. Đây con này các bạn. Đấy. Còn con này chị báo là 2,5 triệu. Gọi là da vo các bạn. Đấy, còn ai mua theo cân thì mua. Trắng hơn thì nó không trắng đâu mà. Thì nó trắng đấy. Trắng ăn ngon. Đây một đàn luôn này các bạn này. Đứa này bán bao nhiêu tiền đấy? Cái đàn này to nhỉ, con mẹ to thật. 10 triệu. Kén, nên lấy được kén. Nói chung là đấy là khu vực chợ dê các bạn. Đấy, giá dê thì như các bạn biết đấy, bình quân thì nó rơi vào tầm 10, dê đực đẹp thì tầm 14 đến 14 năm. Đấy, cao nhất ngày hôm nay. Còn dê cái thì dê tơ thì rơi vào 12 đến 13. Còn dê già dê xấu thì có dê 100, 101. Nói chung là đủ các thể loại. Chủ yếu là mình quay cho bạn xem không khí buổi sáng chợ phiên, chợ Công Ly, chợ dê diễn ra như thế nào. Thì rất là mong quý vị và các bạn đăng ký kênh ủng hộ. Còn các bác nào muốn mua dê thì là mời các bạn lên chợ Công Ly vào sáng thứ ba hàng tuần nhé. Vào sáng thứ ba hàng tuần. Đấy, còn buổi chiều này, buổi trưa là hầu như là hết. Các bạn mua dê thì các bạn phải đi mua sớm để chọn cho mình những con dê đẹp. Đấy, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé.